Phúc 1 Tăng Gia phiên bản đời thật. Rồi. Ôi, như vậy là chúng ta đang cùng đến với một đám cưới. À, đã nhầm rồi, một đám tang. Nhưng mà tôi cứ tưởng là mình đến với một đám cưới cơ. Và trong một đám tang nhưng mà gia đình thì có thể nói là rất vui vẻ, đúng không ạ? Hát hò quẩy tưng bừng. Nói chung là nhìn trên nét mặt của mọi người là không ai có một cái gì nó buồn bã. Họ đang cười một cách rất là vui sướng luôn. Đấy. Sướng chưa? Đấy. Không biết là phong tục ở đấy như thế hay là như thế nào, nhưng mà cũng là thế này thì cũng không có gì mà buồn bã cả, đúng không? Thoải mái lên. Đấy. Ôi trời. Vui chưa? Ôi giời, 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 giời. 100% đi. Biết chỗ bạn có thế này không?